Cây cối rất là rậm rạp, cây đà rất là lớn các bạn, cảnh rất là ma mị. Đây những cái chai cái lọ ngày xưa. Đằng sau mình đây là những cái bụi le, bụi tre ngày xưa còn đang sót lại. Đây các bạn xem vào xem, đây lại có một cây đà nữa này. Ui. Đây một cây đa rất là to lớn. Đây rất nhiều ghẻ các bạn. Đó. Là chia sẻ với các bạn là phong tục tập quán của người Gia Lai là khi mà còn sống thì người đã có những cái gì thì khi chết sẽ phải chia lại cho những người đó, những cái vật đó. Đây như nhà này là có điều kiện hơn này các bạn này. Đó. Người mất là có một chiếc xe đạp. Thì bây giờ người ta sẽ mang chiếc xe đạp đó ra để ở đây. Thì mình trước khi vào đây, à trong đây có một con chó các bạn này. Ghê quá. Có một chú chó chui trong đây. Giật hết cả mình luôn. Mến chào toàn thể quý vị và bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Dâu trong những hành trình khám phá và trải nghiệm. Thì ngày hôm nay Dâu đang có mặt tại khu nhà ma. Khu nhà ma bỏ hoang rất là lâu rồi. Thì vào đầu video thì cho Dâu xin gửi tới toàn thể quý anh chị cô bác của mình đang xem kênh có một ngày mới tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi trải nghiệm khu nhà ma bỏ hoang. Đây thì bỏ hoang rất là lâu rồi. Đây có những cây cổ thụ rất là lớn. Ở đây khu này người ta bỏ rất là lâu rồi, hoang vu. Thì đi vào trong đây xem trong có những cái gì các bạn nhé. Xin mời các bác đã theo chân của Dâu đi khám phá. Ui, trong này. Đây là khu nhà ma ngày xưa của bà con người Gia Lai. Làm cái lễ bò mả. Ui dồi ôi. Để hoang hóa rất là lâu rồi. Đấy có những cây đa rất là lớn, rất là rậm rạp. Mà các bạn theo chân mình xem ở trong là có những cái gì. Bộ quần áo, áo của người ngày xưa người ta biết ở đây rất là chơi. Có những tiếng chim nghe rất là sợ các bạn. Ui. Đây, đây có những cây đà rất là lớn. Cây đà là không biết là có từ bao giờ luôn, rất là lớn luôn. Ui. Cây cối rất là rậm rạp, cây đà rất là lớn các bạn, cảnh rất là ma mị. Đây những cái chai cái lọ ngày xưa. Ui da, cây này rất là to. Nó phải rơi vào tầm độ 700-800 vanh đến 1000 vanh. Đường kính nó tầm độ 4-5 mét. Cái gốc cây đa này ngày xưa là họ làm lễ bỏ mã hay là lễ gọi là lễ cơ thia đấy, thì họ hay tụ tập ở đây giết mổ trâu bò. Những cây giềng, cây giếc mọc. Cây này dạng kiểu cây nghệ, cây giếc ngày xưa ấy.
mọc hoang vu rất là nhiều. Đằng sau mình đây là những cái bụi le, bụi tre ngày xưa còn đang sót lại. Đây thì các bạn xem vào xem, đây lại có một cây đà nữa này. Đây một cây đa rất là to lớn. Rất nhiều cây đa. Có những cái bệ rất là lớn luôn. Khu nhà mồ bỏ hoang chắc là rất lâu rồi các bạn. Cái này là cây gạo. Cây rất là to lớn. Khu nhà ma này thì đã được bỏ chắc là rất lâu rồi. Phong tục của người Đa Rai là cứ cái khu mộ mả đấy, nếu mà thời gian lâu là người ta sẽ bỏ, không thờ cúng nữa. Người ta làm một cái lễ bước thi là người ta bỏ hết. Đây, đây, có mấy cây rất to. Dù, cây này rất là lớn các bạn. Hoàng hóa rất là nhiều cây lê. Đây các bạn nhìn những cái cây rất là to lớn. Đây có cả thần tài này, thần tài thổ địa ngồi đây luôn các bạn này. Đấy. Rất là hoang tàn, âm u. Bây giờ thì tầm độ 11-12 giờ trưa rồi các bạn. Có một mình ở trong khu nhà ma này thôi. Cũng rất là hồi hộp. Cảm giác cũng rất là hồi hộp. Xen với một số tiếng chim kêu. Tương đối rộng các bạn. Ở đây mình thấy diện tích ở cái nhà ma này ngày xưa chắc cũng là lớn. Đây ngày xưa là tàng tích của một cái ngôi làng. Ngày xưa người ta đã ở gần đây. Sau khi là ta di rời đi và người ta đã bỏ. Chỗ này là khu vực này là trồng
cây le, những cây ấy rất là nhiều. Đây, đằng sau lại có một cây đa này các bạn. Cây này rất là lớn. Cây rất là cao lớn luôn. Trong những cái video trước thì mình hay quay về làng bán, thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi thăm khu nhà ma. Đây có những cái loại hoa rất là lạ này. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về khu nhà ma của người Gia Lai nhé các bạn nhé. Nếu các bạn mà thấy hay thì cho mình một like, một đăng ký kênh để cho kênh của mình phát triển hơn nữa các bạn nhé. Đây là khu vực giọt nước này. Đó, đây là gọi là khu bà con hay đi lấy nước giọt. Đó, bà con hay lấy nước giọt để về sinh hoạt, uống hàng ngày. Chiều đến thì bà con hay đi ra đây để tắm rửa này, rồi sinh hoạt. Đó, nước đây rất là mát đấy các bạn. Tuyệt vời luôn. Nước này thì nó chảy ở trong khu vực núi, ở trong một đồi ra thì nước rất là sạch. Rồi, tiếp theo mình sẽ dẫn các bạn lên xem khu nhà ma. Khu nhà ma này thì cách khu nhà ma kia khoảng độ 700-800 mét. Đó là cái khu người ta bỏ rồi và bây giờ người ta chuyển đến cái khu nhà mới. Dẫn các bạn đi xem nhá. Bà đi đâu đây? Bà đi đâu đây? À, dạ. Bà đi lấy nước à? À, đâu bà đi đây, con đi theo bà. Dạ. Bà lấy nước về uống hả? À, bà lấy dưới nước giọt đây phải không? Bà lấy dưới khu nước giọt đây à? Dạ. Chụp con. Dạ. Dạ. Hả? Hả? Con đây đợi nha. Dạ. Cháu của bà. À. Tắm nước kia. À, đang tắm ở dưới đấy hả? Hai con co ha. Hai con co ha. Ô mẹ. Nước giọt này rất là mát đấy bà nhờ. Nước giếng không có hết. À. Nước giếng không có. Nước giếng cạn hết rồi nhờ. Hết rồi. Không có nước. Đây là khu nước giọt các bạn ạ. Bà đang đi lấy nước giọt. Cái này thì trưa nắng rồi là ít người, buổi chiều ở đây đông lắm bà nhờ. À, đông. À. Đông. Buổi chiều. Buổi chiều con ra đây tắm ở đây luôn chứ bà nhờ. Ừ. Nắng oi à? Ừ. Chiều ra đây tắm. Ừ. Ừ. Nhà quên nhà trống. À. Nè 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 nè. Bà ơi. Bà năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà năm nay 20 thùm. Nghe cũng khó. À, không nhớ tuổi, bà không nhớ tuổi à? Ừ. Nhắc biết thâu. Không biết thâu. À. Hỏi bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi, bà bảo bà không nhớ. Ừ. À. Nhà bà ở làng đây luôn à? Ừ. À, bà.
Là nhiều hả? Nhiều trà nàng tô vậy nè. Đây là những con bầu các bạn. Con bầu là bà nước nước giọt. Cái này về để trong nhà mát lắm. Giặt xà bông. Đặt quần áo ở đây luôn. Tạm chia tay với bà thì dẫn các bạn đi thăm khu nhà mồ trên này như thế nào nhá. Xin mời các bạn theo chân mình. Đây là khu mới các bạn. Đó. Vô đây tự nhiên này có một cái cảm giác cũng rờn rợn ở trong người các bạn. Đặc trưng của những khu mộ của người Đa Đai là nhà mộ nào cũng có những cây đa cổ thụ. Đó. Có những cái ngôi mộ đã được làm lễ bỏ mã và người ta không thờ phụng nữa. Những cái chùm cái ghè này. Đó các bạn thấy chùm ghè rất là nhiều. Ở những cái video trước các bạn đã theo dõi kênh của Dâu ấy là những cái nhà mồ mà được tạc tượng như này này. Đó. Những bức tượng được lâu năm này đã bị rũa mòn rồi. Những cái bức tượng làm như này là cái nhà mồ này đã được làm lễ bơ thi, tức là đã bỏ mã rồi. Và người ta sẽ không thờ phụng nữa. Đây là những ngôi mộ đã bị bỏ. Tàng tích còn lại là những chiếc ghè. Đó. Những chiếc ghè đấy các bạn. Cứ ngôi mộ nào mà được tạc những bức tượng như này là đã làm cái lễ bơ thi rồi. Thì mình trước khi vào đây, à trong đây có một con chó các bạn này, ghê quá, có một chú chó chui trong đây, giật hết cả mình luôn. Đây là khi người còn sống mà có những cái loa này. Đấy, có những cái loa, những cái dụng cụ gì mà khi mất là người ta lại mang ra đây trả lại cho người đã mất.
Đây là những ngôi mộ mà gia đình có điều kiện thì sẽ khang trang và đẹp hơn. Ui giời. Chiếc giường nhiều nhà mồ mình đi đến là còn cả xe máy, xe máy rồi thì xe đạp, tivi. Nhà mồ này thì mình chưa thấy một chiếc xe đạp nào, cũng như chưa thấy một chiếc tivi nào. Ui. Đây nhà này là có điều kiện hơn này các bạn này. Đó. Người mất là có một chiếc xe đạp. Thì bây giờ người ta sẽ mang chiếc xe đạp đó ra để ở đây. Đó. Bây giờ cũng 11, 12 giờ rồi các bạn. 11 rưỡi, 12 giờ rồi. Đấy, cái video của mình mà hay thì xin cho các bạn cho mình xin một like và đăng ký kênh nhé. Rất nhiều những cái ghè, cái chum, cái lọ. Đó. Các bạn thấy này. Ghè, lọ, chum vẫn rất là nhiều. À, video chia sẻ của mình đến đây cũng dài rồi. À, xin hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nếu video của mình mà hay, ý nghĩa, xin các bạn cho mình một like và đăng ký kênh. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.